Em chào chị ạ. Vâng ạ. Chị em biết về địa chỉ họ tên của chị ạ. Chị là Huỳnh Thị Anh ở thôn Mỹ Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Vâng. Nhân tiện hôm nay chị đến nhà hàng thuốc. Em muốn xin là hình ảnh về quá trình điều trị khỏi bệnh của nhà thuốc nghe em. Chị chia sẻ về quá trình bệnh tật của chị ạ. Rồi, chị là bị đi chụp chiếu, bị thoát vị ở đây. Vâng, chị chụp ở viện nào ạ? Chị chụp ở viện 103. Vâng. Thì sau khi chị chụp chiếu về thì có đi điều trị ở những đâu không ạ? Chị chỉ uống thuốc Tây ở viện 103, không thể đỡ thì chị vâng. xem trên mạng giới thiệu và đến nhà thuốc thì đến đây để uống thuốc. Sau khi được quen là thuốc em trên mạng thì chị đến nhà thuốc của em, được nhà thuốc của em điều trị những huyết áp như nào ạ? Uống thuốc thì uống 3 ngày một thang vâng. với cả thuốc đắp 5 ngày một thang. Chị uống bao nhiêu thang nó đau tăng lên ạ? Chị uống đến thang thứ ba nó bắt đầu đau tăng. À. Và đến thang thứ mấy thì bệnh nó giảm dần ạ? Đến thang thứ tư, thứ năm là bắt đầu giảm. Vâng, giảm dần. Thì trong vòng một tháng điều trị thì bệnh của chị giảm được mấy phần, chị còn nhớ không ạ? Trong một tháng thì giảm chỉ được 15%. 15%. Vâng, sau thì khi chị giảm một tháng 15%, thì điều trị bao nhiêu tháng chị khỏi hoàn toàn ạ? Sang tháng thứ hai thì uống hết tháng thứ hai thì thấy chị thấy rất bệnh không thấy đau nữa. Không đau nữa. Vâng, chị kể lại tỉ mỉ về triệu chứng đau của chị ngày trước mà chưa điều trị bệnh của nhà thuốc chúng em ạ. Chị đau là đau từ ở trên hông. Vâng. Đau ở trên hông nó xuyên xuống gót chân, tê chân, tê bút chân, vâng. bút trong xương. Bút trong xương. Tê chân, sáng vâng. ra mà dậy là không đi được. Không đi được. Phải bỏ. Cơn đau có bại hông không chị? Không, chưa đến mức bại. Vâng. Chị đau ở thời điểm nào mà đau kịch nhất ạ? Ban đêm với sáng ra. Sáng ra. Ban đêm mà nằm ngủ là không giờ được mình. Không giờ nghĩa mình. Là cái tư thế để cái chân. Dạ. Nếu mà để chân như thế nào là phải để nguyên thế. Vâng. Giờ ra là nó buốt. Buốt, đau nhất. À. Chị đau đến đây được bao nhiêu tháng chị? Chị đau vào khoảng một tháng. Một tháng. Một tháng. Có nghĩa là ngày trước là đau, đau nhiều, đau liên tục thì cứ tiêm. Tiêm. Tiêm nó đỡ rồi xong là không tiêm, không điều trị. Dạ. Trong đợt này đau dồn dập thì mới phải điều trị. Điều trị. Chị đến nhà thuốc chúng em. Sau khi uống được 2 tháng thì khỏi hoàn toàn. Và cho hôm nay thì khỏi được mấy tháng nhỉ? Đây thì được 2 tháng rồi. 2 tháng. Bây giờ chị đi lại và làm việc bình thường chị ạ? Vâng. Chị đi lại và làm việc bình thường chị ạ? Bình thường. Vâng. Cơn đau còn xuất hiện không chị? Không ạ. Chị ăn ngủ và đi lại làm việc bình thường rồi. Vâng. Chả đáng giờ thì trong 2 tháng qua chị có nhức nhối chứ không ạ? Không ạ. Vâng. Hôm nay muốn xin hình ảnh của chị thực tế và trình điều trị khỏi bệnh thoát vị tại nhà thuốc chúng em nhé. Vâng. Vâng, thay mặt nhà thuốc em cảm ơn chị. Vâng. Vâng, chúc chị mọi người khỏe nhé. Vâng. Vâng, em chào chị.